sống mang yêu kê. Thank you. Anh ta đi mất mẹ hiền. Buồn làm sao. Anh chiều nay trời mưa.
Trước ngày xuân, Mỹ Khanh xin được kính chúc các cha, các sơ, các bác, các cô, các chú và toàn thể quý vị một năm mới tràn đầy hồng ân, an khang, thịnh vượng và mọi suy nghĩ. Mỹ Khanh thích tưởng, không biết tại sao hôm kia đời bỗng dưng vui. Vui quá là vui vì hôm nay có tất cả quý vị đang có mặt ở đây để đón xuân chung với nhau. Vậy xin quý vị một tràng pháo tay cho một cuộc đời thật là vui và mùa xuân thật là vui.
năm mới tràn đầy niềm vui và hồng ân của Chúa. Thank you.
Thank you.